Xin chào tất cả các bạn lại quay lại kênh của Kelly. Hôm nay Kelly sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ da báo đang rất là hot và thịnh hành hiện nay nha. Các bạn vẽ và các bạn luyện tập theo mình nha. Rồi đầu tiên thì cái màu mà móng tay mình có sơn sẵn là màu trắng và màu thạch đen nha. Ngón đầu tiên thì mình sẽ vẽ cho các bạn da báo màu đen này. Nền của mình bên dưới là màu thạch đen nhé. Các bạn chỉ cần sơn một nước màu đen là các bạn vẽ lên là đẹp rồi. Nếu như các bạn sơn đậm cái màu đen mà thạch ấy quá thì lúc mà mình vẽ cái màu đen lên trên thì nó sẽ không được đẹp nữa, vì nó không được cái độ ẩn bên dưới của nó và cái độ màu đen bên trên nó được nổi ấy. Chút nữa các bạn sơn một tốp lì lên thì cái ngón này lên là rất là xinh nha. Đó, các bạn thấy là mình sẽ vẽ chỉ chắc là trong vòng vài giây thôi, rất là đơn giản mà cũng rất là nhanh. Các bạn cứ dùng một bằng bút châm bi vẽ cho mình nhá, hoặc các bạn có thể dùng bằng bút cũng được, nhưng mà mình thấy thì bút châm bi thì nó sẽ tiện hơn và nó sẽ dễ làm hơn đấy, nên các bạn dùng bút châm bi nhá. Đó, các bạn này là sắp xong một ngón hai ngón rồi này, rất là đơn giản và rất là nhanh. Các bạn có thể nếu mà vẽ một màu gì đấy thì các bạn có thể áp dụng và sơn hoặc design thêm cho khách một ngón như thế này thì rất đẹp nha. Rồi ngón này thì chúng ta sẽ vẽ đến đường viền giống bộ ngựa vằn này. Chúng ta sẽ kẽ như thế này. Chúng ta đi hơi lượn tay một xíu nhá. Đó, rất là đơn giản thôi. Ngón này mình thấy vẽ nó cũng rất là nhanh. Các bạn cũng chỉ vẽ trong vòng vài giây là các bạn có thể xong rồi. Đó, các bạn không phải vẽ đường thẳng nên cái đường tay của mình nó uốn lượn một xíu ấy thì nó cũng rất là nhanh hơn là những cái việc là các bạn vẽ đường thẳng, đúng không? Đó, các bạn vẽ cho mình uốn lượn một xíu, cái dài cái ngắn nhá. Các bạn đừng làm đều chậm chậm quá, vì lúc mà bạn làm đều quá thì cái ngón của mình nó không được tự nhiên. Vậy nên là các bạn cứ kẽ cho mình là cái đường sọc, cái đường này thì nó sẽ dài và ngắn khác nhau nhá. Đấy, các bạn chia đều như thế này, khoảng trống dài và ngắn khác nhau cho mình nhá. Đừng cố gắng là làm đều quá nha các bạn. Đó, như thế này là chúng ta đã hoàn thành xong ngón này rồi. Các bạn có thấy có nhanh không nào? Những cái ngón ví dụ như da báo các kiểu thì mình thấy nó rất là nhanh. Đây, bây giờ thì là ngón da báo truyền thống nha. Chúng ta vẽ màu trước này. Dùng bút châm bi chúng ta vẽ màu nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng lên bút để chúng ta vẽ viền bên ngoài cho cái da báo của mình này. Vẽ, các bạn nhớ là vẽ chúng ta vẽ giống hơi hình cái ở giữa thì chúng ta vẽ hơi đậm một xíu, còn hai bên góc thì chúng ta sẽ vẽ nó hơi nhạt đi nhá, để tạo thành cái đường cho nó tự nhiên và nó sẽ đẹp hơn là các bạn vẽ một đường nó giống nhau. Đó. Các bạn cũng có thể dùng bút châm bi để chúng ta làm nhá. Bây giờ ngón này thì mình sẽ dùng bằng bút này, và ngón cái thì mình sẽ dùng bằng bút châm bi để chỉ cho các bạn này. Đó. Rồi ngón này thì dùng bút châm bi này, rất là đơn giản và rất là dễ này. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn sẽ kéo lên nhá, kéo tia tia ra nhá, cho đẹp nhá. Ngón này thì cũng rất là thịnh hành, cũng rất là nhiều bạn làm đến những ngón như thế này là design thêm một ngón xinh nha. Nếu như các bạn là có thấy không hiểu đâu thì các bạn comment cho mình để mình trả lời cho các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng bút để chúng ta kéo lên này. Chúng ta kéo nhẹ tay nha. Các bạn thấy có đơn giản không nào? Rồi như thế này chúng ta đã hoàn thành cả 5 ngón rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tốp lên này. Các bạn nhớ là tốp lì nhá. Ta làm tốp lì cho cái màu của cái bộ của mình nó được ẩn bên dưới thì nó sẽ đẹp hơn nha.
thế này là mình đã hoàn thành rồi này. Đấy, các bạn thấy là rất là đơn giản mà các bạn cũng design một ngón rất là xinh đúng không? Đây là những cái ngón là mình chỉ cho các bạn nhá. Còn nếu như các bạn làm cả bàn lên như thế này thì nó hơi bị rối mắt một xíu. Nên là các bạn sẽ design một ngón hoặc hai ngón thôi nha. Rồi nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn đăng ký kênh nhá. Xin chào tất cả các bạn.